Đấy. Thế anh sẽ sử dụng như thế này. Không sai, phẩy. Anh để là 12 pixel. Khi chúng ta chạy lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tác động vào cái thẻ H2 có class là test class như thế này, và nó set cái phông chữ cho nó nhỏ đi. Đây, các bạn hiểu chưa? Thì lúc này cái thẻ có class là test class nó sẽ thay đổi cái kích thước của chữ, được chưa? Còn đối với trường hợp là attribute thì sao? Anh giả sử anh có một cái thuộc tính là number cho thẻ H2 bằng 10. Đó. Anh hoàn toàn có thể định nghĩa, anh hoàn toàn có thể chọn những thẻ H2 có thuộc tính number bằng 10 như thế này. Được chưa? Anh chấm CS và anh set cái color cho nó có màu xanh. Đó, chạy lên này. Đó, ok chưa? Thì đây là cách chúng ta sử dụng cho trường hợp là attribute name ID tương tự. Các bạn có thể set cái ID. Ví dụ anh để là orange. Anh muốn tìm đến những thẻ H2 có ID là orange. Thì anh sẽ tìm như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể viết như thế này, hoặc là các bạn viết như thế này vì ID nó là duy nhất. Chúng ta CS chỉ là có một orange. Đây, anh sẽ chạy nó lên. Các bạn thì thấy là nó tìm đúng đến cái thẻ có ID là orange và nó thay đổi cái màu chữ cho nó. Đây, ok chưa? Đó. Thì những cái dạng selector này nó là selector cơ bản rồi, mà các bạn đã làm quen nó ở trong CSS rất là nhiều rồi. Đây. Ngoài ra thì nó cũng có những dạng selector khác mà CSS nó cũng cung cấp. Ví dụ anh giả sử anh có thêm danh sách ở đây, là anh có danh sách các thẻ P. Như thế này thì nó hỗ trợ cho chúng ta những cái kiểu selector khác, như là anh sẽ nhấn vào đây như này. Boss. Lấy ra cái thẻ đầu tiên. Hôm trước có một bạn bảo anh là first try cũng được, last try cũng được, thì nó sẽ là lấy ra thẻ cuối cùng. Thẻ cuối cùng của một danh sách các thẻ nhé. Ví dụ danh sách thẻ P, danh sách thẻ DIP, nó thì nó sẽ là chỉ lấy ra cái thẻ cuối cùng là thẻ DIP thôi, kiểu như vậy. Đó. EQ có nghĩa là lấy ra thẻ ở vị trí nào, vị trí bao nhiêu, thì cái EQ này chúng ta sẽ truyền vào một cái number viewer như thế này, được chưa? Và nó sẽ có GT truyền vào làm cái number như thế này, có nghĩa là nó sẽ lấy ra thẻ có vị trí lớn hơn bao nhiêu, lớn hơn cái number kia, không biết là lớn hơn hay nhỏ hơn, anh không nhớ chính xác nữa. LT cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ là nhỏ hơn. Ok chưa? Bây giờ anh thử này. Ví dụ anh có danh sách các thẻ P ở đây như thế này, anh lấy ra cái đầu tiên, thì lúc này anh sẽ select vào cái thẻ P 2.first như thế này, anh chấm border ở CSS, anh sẽ để là 1 pixel solid
CCC. Khi anh chạy lên thì nó sẽ lấy cho anh cái thẻ pay đầu tiên. Rồi ok, anh sẽ đi chậm lại, hơi nhanh à? Sorry các bạn, tại vì là hôm trước anh có demo về phần này rồi thì anh đang nói lại. À, các bạn làm theo à? Cố gắng là tạm thời cố gắng là tập trung nghe đi để hiểu. Khi các bạn hiểu rồi thì làm theo rất là dễ. Chứ nếu mà bây giờ làm theo nó sẽ mất thời gian đấy. Đây, thế các bạn thấy là anh đã lấy ra được cái thẻ pay đầu tiên và anh set cái thuộc tính border cho nó này. Bây giờ anh dùng cái thuộc tính last thì nó sẽ lấy ra cái thuộc thẻ pay cuối cùng. Đây. Thế các bạn thấy là những cái selector name ấy, như first với last này, nó khá là tường minh. Có nghĩa là đọc cái là các bạn đoán ra được ý nghĩa của nó. Dùng để làm gì? Kiểu vậy. Ok, anh chạy lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Tiếp theo, anh sẽ nói về cái hàm EQ. Hàm này dùng để làm gì? Nó lấy ra thẻ ở vị trí, anh để là number đây. Number. Ở vị trí number này. Thế để hiểu được ý nghĩa của cái hàm này thì các bạn phải hiểu được cái quy luật đánh số thứ tự của thằng JavaScript nó như thế nào. Cụ thể ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta đang có danh sách các thẻ P đó, thì thằng jQuery nó sẽ đánh số thứ tự như thế này, từ 0 cho đến n, có nghĩa là tăng dần đều cho đến n. Đó. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đến sẽ là thẻ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok chưa? Đó. Vậy nên khi mà chúng ta định nghĩa selector cho cái thẻ p mà anh muốn lấy ra cái thẻ P ở vị trí số 2 đi. Anh chấm CSS, anh set background cho nó chẳng hạn như vậy là less, thì lúc này nó sẽ lấy ra đúng cái vị trí số 2 đây. Đó, đúng vị trí số 2 nhé. Các bạn đếm này, 0, 1, 2. Hiểu chưa? Các bạn có hiểu không? Nó mình có hiểu không nhỉ? Rồi, ok. Anh sẽ đi tiếp. Tiếp theo, anh sẽ nói đến về cái selector RT và GT, các bạn thử thôi. Ví dụ anh để ở đây là như thế này, các bạn có thể viết như thế này là T. Anh chạy ra đây này. Đó thì có nghĩa là gì? Đối với là T thì nó lấy ra những cái thẻ P có vị trí nhỏ hơn 2. Đây nhá. Lấy ra những thẻ P có vị trí nhỏ hơn 2. Đây. Ví dụ 0, 1. Đó, bắt đầu từ 2 nó không lấy nữa. Được chưa? Tiếp theo. Đối với GT thì nó ngược lại với LT. Nó sẽ lấy ra danh sách những thẻ lớn hơn cái vị trí truyền vào này. Đó. Anh truyền đây cho con lên đi. Đây, các bạn chạy lên. Thì nó sẽ đây, 0, 1, 2. Nó lớn hơn 2 thì nó lấy từ 3 cho đến 5. Đó.
Ok, bây giờ anh sẽ dừng lại để anh trả lời câu hỏi đầu tiên của Quân. Nếu nhiều thẻ P không cùng trong một thẻ tra thì có hoạt động không? Có nhá. Rồi, thế anh hỏi đi. Tí nữa anh sẽ demo cái trường hợp của Quân cho. Thế nếu như mà nó ở trong một thẻ tra thì nó mới có thể làm như thế này được đúng không ạ? Không, không quan trọng. Đây, bây giờ anh sẽ làm. Câu hỏi của em giống của Quân. Đây, các bạn sẽ đặt một câu hỏi như thế này đúng không? Giả sử ở đây chúng ta là các thẻ P đang nằm ở bên ngoài như này đúng không? Có đúng không? Bây giờ anh giả sử nhé. Anh định nghĩa một cái thẻ đít. Đó. Đây này. Nó nằm đây. Và sau đó anh đã có một thẻ P nữa. Nó nằm trong thẻ P. Xong. Đây. Như này. Đúng không? Không, ở bên ngoài thẻ đít này anh lại có danh sách những thẻ P khác. Thì nó vẫn, nếu mà chúng ta selector là tên thẻ như thế này thì nó vẫn hiểu từ trên và xuống. Nó vẫn tính từ trên và xuống. Các bạn chạy lên. Đó, thấy chưa? Nó vẫn tính từ trên và xuống. Các bạn hiểu không? Nó vẫn tính là à đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, rồi mới đến 6, 7, 8, 9, 10. Nếu một thẻ phải chỉnh nhiều thuộc tính thì làm thế nào? Nhiều thuộc tính CSS này. Ý của Hiếu là mình định nghĩa nhiều thuộc tính CSS cho một thẻ đúng không? À, thì tí nữa học về hàm CSS anh sẽ nói. Đây anh mới demo, nhưng mà Hiếu hỏi thì anh sẽ nói luôn. À, khi các bạn thấy anh demo ở đây này, anh luôn chỉ sử dụng một thuộc tính CSS cho việc định nghĩa thuộc tính cho cái thẻ P này. Đó. Thì đây là cách viết của hàm CSS khi mà chúng ta định nghĩa một thuộc tính. Ngoài ra, nó cung cấp cho chúng ta cái cách viết để định nghĩa cho nhiều thuộc tính. Thì vẫn dùng hàm CSS, nhưng mà cách viết nó làm cái object truyền vào như thế này. Ví dụ anh để là color. Thì sau này các bạn học sang Angular này, React Native hay là React VS hoặc là Vue thì nó sẽ sử dụng cái cách viết này để nó style. Đó, ví dụ color anh để là red như thế này thì nó là một đối tượng. Đó, ví dụ trong đây anh để là background, background như thế này, color nó sử dụng anh để là đây chẳng hạn như vậy. Đó, anh lại để border 1 pixel. Được chưa? Thì các bạn thấy là à, những cái thẻ P mà lớn hơn vị trí số 2 nó sẽ nhận cả ba thuộc tính này. Anh chạy lên này. Chúng ta đang bị sai gì đó. Anh kiểm tra xem nào. Bạn chờ chút. Anh à đây đây. Nó phải là dấu phẩy. Được chưa? Anh chạy lên. Đó, các bạn thấy này. Vị từ vị trí thẻ P số 2 012 này, bắt đầu từ đây. Nó sẽ nhận background này, color red này, border các bạn nhìn thấy chưa? Đó, border này. Nó mình hiểu không? Mình sẽ đi tiếp nhá. Anh cho em hỏi là nếu như mà mình muốn chỉnh, ví dụ mình muốn chỉnh các cái thẻ P chỉ ở trong một cái thẻ deep thôi thì bây giờ muốn làm thể làm nào anh? À, đơn giản. À, ví dụ các bạn thấy là trên một trang của chúng ta thì có rất nhiều thẻ P đúng không? Đó. Ví dụ anh viết như thế này này. Anh viết như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thẻ P. Có đúng không? Bây giờ anh chỉ muốn là tìm ra những thẻ P ở trong deep thôi. Viết như CSS thôi. Anh tạm comment chỗ này đi nhé, để các bạn nhìn cho dễ. Thì anh sẽ viết như thế này. Ví dụ anh tìm tất cả những thẻ P, nhưng mà anh chỉ lấy nó trong thẻ deep thôi.
CSS thì rõ ràng là có cú pháp này đúng không? Ừ, như gọi trong CSS này thì rõ ràng là anh không để vị trí nữa, để anh cho thấy là các bạn nhìn được cái tất cả những cái nằm trong list nó thay đổi. Đây, tất cả những cái nằm trong list thay đổi này. Được chưa? Ở bên ngoài không ảnh hưởng gì. Nó mình hiểu chưa? Nó giống cái nó giống như là các bạn gọi CSS. Query Serator. Đúng rồi đấy. Được chưa? Đi tiếp nhé. Anh ơi, em hỏi ví dụ mà function ở phiên bản ES6 là nó không có tên function ấy, mà mình khi viết function mình thực hiện một tính toán nào đó mình cần gọi tên hàm function ra, bây giờ nếu như nó không có tên mà mình gọi hàm ra thì mình vẫn gọi như bình thường hay là như nào? Nó không có tên thì các bạn sẽ không thể gọi tên được. Hình dung ra như các bạn sẽ gán nó vào một cái biến, đó là cách thứ nhất. Còn nếu nhưng mà thông thường ấy, các bạn định nghĩa để mà các bạn phục vụ cho cái mục đích là gọi ấy, thì các bạn chắc chắn là sẽ nên đặt tên. À, đúng không? Vì không có tên làm sao các bạn gọi được. Thực ra là lúc mà các bạn xem ở ES6 nó demo ấy, thì rất nhiều cây là nó sẽ export, hoặc là nó import cái function nó ra mà không có tên ấy. Nhưng mà đến khi chúng ta import vào thì chúng ta lại đặt tên cho nó, thì phải có tên thì chúng ta mới gọi được chứ. Có hiểu ý anh không? Vâng. Bằng một cách nào đó chúng ta vẫn gán cho nó một cái tên, mặc dù là lúc các bạn định nghĩa thì có thể là các bạn chưa set tên cho nó ngay. Được chưa? Rồi. Đó. Anh đi tiếp. Thì các bạn hiểu về mấy cái selector mà anh vừa nói chưa? Đó. Thì ngoài ra nó còn cái kiểu selector là chẵn lẻ nữa. Event. Đó. Lấy ra những thẻ chẵn. Anh viết thế này là các bạn sẽ biết cách dùng đúng không? Bởi vì là cú pháp dùng của nó khá là giống nhau. Lấy ra những thẻ chẵn này. Chẵn. Lấy ra những thẻ lẻ thì nó sẽ là âu. Được chưa? Bây giờ anh có một câu hỏi như thế này. Vừa rồi anh lấy ra những thẻ P nằm ở trong list, nó không bị ảnh hưởng gì đến danh sách những thẻ P này, có đúng không? Bây giờ anh muốn là anh muốn lấy ra những thẻ P này nhưng mà lại không ảnh hưởng đến những thẻ P ở trong list này. Ví dụ anh lấy ra những thẻ chẵn của thẻ danh sách P này thì anh phải làm như thế nào các bạn? Có hiểu ý câu hỏi không? Đây. Anh muốn lấy ra danh sách những thẻ chẵn trong danh sách các thẻ P này. Thì cách xử lý của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ xử lý như thế nào các bạn? Đúng rồi. Một là các bạn đặt nó vào class. Tất cả các thẻ P này vào class. Hai là các bạn lại ném tất cả những thẻ P này vào một cái thẻ nào đó. Hiểu ý anh không? Đây, giả sử anh đặt class đấy. Ném tất cả thẻ P này lại vào một div khác. Đúng rồi, và div đó phải đặt class. Vì chúng ta đang dùng div như thế này mà. Đúng không? Phân biệt. Nhưng mà anh sẽ dùng class để các bạn có thêm một cái nhìn mới nhé. Thì lúc này anh sẽ dùng như thế này. Anh lấy ra tất cả những thẻ chẵn của danh sách các thẻ P có class là item.event. Chấm event như thế này. Chấm CS. Address. Được chưa các bạn? Chạy lên này. Đó. Anh để một cái màu khác này, để các bạn thấy là nó thực sự không ảnh hưởng gì. Đó. Ok chưa? Thì rõ ràng là nó đang lấy ra những thẻ chẵn này 0, 1, 2 chuyển thành màu xanh cho những thẻ chẵn. Được chưa? Đó. Thẻ lẻ thì tương tự thôi, chỉ cần thay cái event này thành âu
Khi mà anh chạy lên này, đó, các bạn thấy chưa? Tiếp nhé. Và chúng ta cũng có thể selector nhiều. Đó, thì có thể các bạn sẽ chưa hiểu câu hỏi đó. Ví dụ, anh có một cái thẻ H2, ví dụ như là tag. H3 này, nó sẽ H4 này, anh có thể H5. Nhưng giả sử anh muốn ba cái thẻ này có màu đỏ, được chưa? Nhưng mà anh không muốn sử dụng class, tức là anh không muốn sử dụng class, nhưng mà anh lại muốn đi định nghĩa ba cái thẻ này đều có màu đỏ, mà lại chỉ cần định nghĩa một lần. Nếu mà anh không sử dụng class thì có phải là anh sẽ phải đi selector từng cái như thế này không? H3.cf color rest, đúng không? Rồi anh lại quy định H4, rồi quy định H5. Có phải anh viết 3 lần như thế này không? Thì trong thằng jQuery nó hỗ trợ chúng ta cách viết giống như CSS, nghĩa là định nghĩa nhiều lần. Nếu mà ba cái thẻ này có cùng tính chất thì chúng ta định nghĩa nó như thế này. Ok, các bạn thấy là kiến thức nó sẽ có sự liên quan đến nhau, từ jQuery sang đến từ CSS sang đến JavaScript, bây giờ đến jQuery. Các bạn thấy là các bạn đang nhìn thấy những cái điểm chung, đúng không? Cụ thể là thằng selector kiểu nó như một vòng lặp. Sau này các bạn mà học sang TP thì các bạn học, khi mà chưa học đến database thì các bạn lại thấy là mình giống như đang học JavaScript vậy, nhưng mà cũng có những cú pháp khai báo nó rất là cơ bản, ngôn ngữ nào cũng có. Nó chỉ khác nhau về cái keyword thôi. Ví dụ như bên DT khai báo biến thì dùng đô la kiểu vậy. Đó, thì đô la các bạn lại bắt gặp ở bên jQuery kiểu như thế. Ok, anh đi tiếp nhé. Ngoài ra thì còn rất rất nhiều loại selector khác nữa, như là nth last child này, nth style up này. Mấy cái selector này nó giống như ở trong CSS luôn, thì có lẽ là anh sẽ không giới thiệu nữa nhé, có được không? Anh sẽ nói đến một vài cái selector quan trọng nữa mà chúng ta sẽ dùng. Ví dụ anh muốn, anh có một cái bài toán như thế này, anh tạo ví dụ hai này cho nó đỡ bị rối. Trong thực tế chúng ta sẽ có những cái trường hợp như thế này. Anh giả sử trên trang của anh có ba cái thẻ này, đó, anh xóa, tạm xóa code. Đấy, thì anh muốn là anh muốn kiểm tra là cái trên trang này của chúng ta hiện tại đang có thẻ H3 hay không, kiểm tra nhé. Anh muốn kiểm tra thì anh sẽ dùng như thế này, anh gọi đến H3 và anh chấm len như thế này. Đó, anh console log luôn. Thì khi mà các bạn sử dụng selector và chấm len như thế này, thì nếu mà trên trang mà nó có cái selector này, có nghĩa là có cái thẻ H3 này, thì nó sẽ có độ dài lớn hơn không? Đây, mình chạy lên này. Các bạn sẽ vào console log, các bạn thấy là anh đang tìm ra được cái thẻ H3 vì độ dài đang là 1. Hiểu ý của anh nói không?
Thì trong thực tế chúng ta sẽ hay phải đi kiểm tra cái kiểu kiểu như thế này, à, kiểm tra xem là cái thẻ đó nó đang tồn tại ở trên trang hay không. Ví dụ anh truyền đây là một cái thẻ lead, rõ ràng trang này không có thẻ lead được cả, thì chạy lên nó sẽ là không. Đó, được chưa? Cái này đi phỏng vấn đôi khi là dễ bị hỏi đấy. Được chưa? Không nghĩa là không nghĩa không là full, không tìm được cái thẻ lead nào ở trên cái trang này. À, ok. Đó, các bạn có thể làm như thế này. Dễ hiểu. Nếu mà thằng này bằng bằng không thì thằng này nó sẽ là không tồn tại, không có. Đấy. Đó, cái nào thì là có. Sẽ là có. Đấy, thế không? Chạy lên này. Ok chưa? Khai báo một cái nick rồi đấy, không quan tâm được có nội dung hay không, nhưng mà chắc chắn là nó báo là sẽ tồn tại. Nhớ cho anh nhé. Đó, còn một khái niệm nữa, đó là kiểm tra xem là trong cái thẻ P ấy, nó có chứa một cái thẻ nào đó hay không. Hiểu hiểu câu hỏi không? Trong một thẻ nó có chứa thẻ nào đó hay không? Anh giả sử trong cái thẻ list này, anh muốn là kiểm tra trong list này nó có chứa thẻ IMG nào hay không. Đó, thì anh sẽ kiểm tra như thế này. Nếu mà thẻ list này tồn tại ở trên trang rồi, đúng không? L ở đây là đã tồn tại rồi, thì anh lại đi kiểm tra nữa, phát nữa là con số đó. Selector của list. Và để kiểm tra xem nó chứa là has, là có cái thẻ này nằm ở bên trong cái thẻ list này hay không. Đó, anh sẽ viết như thế này. Đó, anh chạy nó lên chấm này. Đó, thì các bạn thấy nó báo là không, có đúng không? Có nghĩa là trong cái thẻ list này đang không tồn tại thẻ IMG. Giả sử anh ném cái thẻ IMG ở đây thì nó báo là có. Chỗ này hiểu không? Biết rõ như này để các bạn xem lại. Chạy lên nhé. Đó. Được chưa? Anh đi tiếp nhé. Thì những cái selector has với length, hàm length kia để các bạn dùng check kiểm tra sự tồn tại trên một trang và kiểm tra sự tồn tại trên một kiểm tra một thẻ tồn tại trong một thẻ. Đó, nghe nó hơi lòng vòng một chút. Còn câu hỏi của Đức Anh là head class nó khác ở chỗ là một cái là đi kiểm tra thẻ, nó không quan tâm thẻ đấy có class là gì, còn một cái là nó sẽ đi kiểm tra là xem có cái class đó hay không. Có hiểu ý anh không? Tiếp nha. Tiếp theo anh sẽ nói về các bạn có cần anh nói hết tất cả các selector liên quan đến thằng này không? Anh sẽ nói thêm một cái hay dùng nữa thôi là not. Anh sẽ nốt thằng này vào nhé. Đó là le như thế này. Nếu selector le như thế này, anh cứ tập qua lên select kiểm tra xem
anh sẽ ghi luôn cái kết quả trả về của nó là không, thì là không được đọc. Nếu mà lớn hơn không mà tồn tại. Để kiểm tra sự tồn tại. Để các bạn đọc thì dễ hiểu. Được chưa? Đúng, anh sẽ nói những cái dùng nhiều thôi. Còn những cái như kiểu là first child, last child này, hay là NTH các thứ này thì các bạn không cần. Thực tế là bên CSS nó có nhưng chúng ta mấy khi dùng đâu, ít lắm. Đó thì có cái này là hay dùng not phủ định ấy. Có nghĩa là như thế này, giả sử anh lấy ra tất cả những thẻ P và thử nghĩ ra cái cây nói cho bạn dễ hiểu. Trước khi dùng bên này thì anh sẽ nói đến thằng empty trước đi. Anh sẽ ưu tiên nói thằng empty trước. Empty, các bạn nghe cái này quen không? Cái này có quen không? Empty là rỗng à? Ừ, rỗng. Trong PHP nó có hàng này đấy. Nhưng mà sao gì cứ read lại lạ. Đây, cách viết của nó như thế này. Anh giả sử nhé, quay trở lại đây, anh có một cái thẻ span ấy. Anh viết như thế này, được chưa? Thế này, anh sẽ console đô la span 2.empty. Anh chạy lên nhé để các bạn nhìn kết quả của nó. Thì đây như thế này đi. Đây anh sẽ có ba thẻ span. Thì thẻ đầu tiên chắc phải CSS đây, vì thằng span này nó kiểu inline, các bạn sẽ không nhìn thấy gì cả. Kiểu tôi nói width anh chạy ba cái thẻ P này lên nhé. Nhìn thấy sẽ span đâu nhỉ? Ở đây này, ở đây, ở đây. Tại sao lại không thấy màu nhỉ? Màu khá nhạt nên chúng ta không nhìn được. Một hai display block width 200 x 200. Các bạn biết vì sao không? Những kiểu dấu. Đúng đấy, Ngọc Anh phát hiện ra đúng. Đây. Đây. Thì để mình nhìn cái dễ nhìn đi. Thì anh giảm cái độ cao và merge tốt cho nó xuống cho nó cách nhau. Anh có ba thẻ span đây. Có đúng không? Và anh viết như thế này. Là anh đang chọn được thẻ span có nội dung là empty. Được chưa? Anh chấm color. Anh chấm CSS. Anh để border, thay đổi border để cho nó một pixel solid màu đỏ. Và sử dụng vậy.
Thế các bạn thấy điều gì xảy ra ở đây? Có nghĩa là gì đây? Khi mà anh viết span empty và set CSS cho nó có border màu đỏ thì nó sẽ lấy ra những cái thẻ span không có nội dung, hiểu không? Đó, đây này, nếu mà anh set có nội dung ở đây là không đi, có nghĩa lúc này thằng span có nội dung rồi thì nó sẽ không định nghĩa được cho cái nào cả. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ anh sẽ quay trở lại cái nốt thì làm nó sẽ dễ hơn này. Đây, thằng số 1 thì vẫn là MV nhé, thì nó sẽ nhận, nó nhận cái mà anh vừa định nghĩa ở đây, có nghĩa là lấy ra những thẻ span là empty, thì anh quy định là rest cho border color. Bây giờ phủ định có nghĩa là sao? Not có nghĩa là anh muốn lấy ra những thẻ empty mà không có nội dung, có nghĩa là lấy ra những thẻ empty có nội dung, tức là nó phủ định của cái cách lấy này, đúng không? Thay vì không có nội dung thì anh sẽ là lấy cái có nội dung, thì anh sẽ là span not này và trong đây nó sẽ là một cái hàng anh chuyển nhìn thế này, có nghĩa là anh lấy ra những thẻ mà nó không phải là rộng, ok chưa? Chấm CSS border cell solid, anh để là có màu blue 20 cell để các bạn thấy chúng ta sẽ lấy ra được đó, ok chưa? Đúng rồi, các bạn hiểu chứ? Thế ví dụ mà cái thẻ span mà được empty đấy là có những cái thẻ khác ở bên trong nó thì những cái thẻ đấy có được làm trợ, có bị mất đi không? Hay là chỉ cần bên trong cái thẻ span này này có nội dung là nó sẽ hiểu là khác rỗng, có nghĩa là nó không quan tâm là cái nội dung đấy là những thẻ khác hay là những cái gì. Còn nó sẽ có một cái cây như thế này này, ví dụ trong thẻ span này nhá, chúng ta có nội dung rồi, test content, nhưng bên trong này lại có thêm một cái span, vâng, của quý như thế này đúng không? Vâng. Của quý như thế này đúng không? Vâng, thì em muốn hỏi là cái thẻ ở trong nó thì nó có bị mất đi không? Hay là chỉ nó chỉ mất cái đoạn chữ? Đây là anh giải thích cho. Thì khi mà chúng ta dùng cái cú pháp này này, lấy ra những thẻ span là empty, có đúng không? Thì nó sẽ lấy được cái thẻ này, hiểu không? Rồi. Đây, chạy lên. Đây, nhìn thấy màu đỏ đây không? Đây này, cái thẻ nằm trong cái tag content đấy, chính là thằng này đấy. Đây này, nó đó, chính là thằng này này. Được chưa? Đây các bạn có thể xem như này, thì sẽ xác định chính xác là nó. Đây, trong thẻ span này có thẻ span này và đang hiển thị border hết đây, hiểu chưa? Ok. Rồi, đó. Thì cách lấy này nó sẽ không care gì cả. Mình đang lấy theo tên thẻ. Đó, thì nó cứ hiểu từ trên và xuống thôi. Cứ có cái nào nó quét cái đó. Đó. Thì anh giới thiệu cho các bạn hầu hết các selector quan trọng đấy. Gần như là hết rồi đấy. Đủ để các bạn có thể làm được rồi. Còn cái selector này nữa thôi, thực ra thì cũng hay dùng parent. Đây, có nghĩa là gì? Lấy ra thằng cha này, anh ví dụ anh có một cái thẻ div như thế này, anh vào danh sách các thẻ div đi. Này,
thể đích này anh sẽ có một cái thẻ A. Đấy, nằm trong đích. Đích rồi mình pin rồi mình A. Được chưa? Bây giờ đây để con đang nắm đích này. Mình pin. Ok chưa? Thì các bạn nhìn thấy cái phân cấp của nó như thế này. Thẻ disk vào thẻ P rồi vào thẻ A. Anh chạy ra đây. Này. Được chưa? Bây giờ anh muốn là anh chọn thẻ A. Nghĩa là anh đang chọn được thẻ A. Đây, ok chưa? Nhưng mà anh muốn là từ thẻ A anh chọn ra thẻ cha của nó thì anh chỉ cần chấm parent. Ok chưa? Thì anh chạy lên. Đó, nó sẽ định nghĩa vào thẻ P. Được chưa các bạn? Và anh có thể chấm parent. Có nghĩa là lấy vào thẻ P, sau đó anh lại chấm parent để anh lấy vào thẻ đi. Thì lúc này nó sẽ nằm vào thẻ đi. Đó. Ok chưa? Thử này. Các bạn nhìn như thế này này thì sẽ dễ hiểu. Đây thẻ đi. Bằng thẻ P đang không có thuộc tính gì. Thẻ đích nhận màu đỏ rồi. Đó, thẻ A không có thuộc tính gì. Đây. Còn nếu mà anh đổi, anh chỉ chấm một lần parent thôi. Chấm một lần parent này, thì các bạn thấy là đó, nó định nghĩa vào thẻ P. Đó, có nghĩa là cái chấm parent này này, nó đến N cấp cũng được. Hiểu ý anh không? Mỗi lần nó lùi ra một cấp. À, nó lấy thẻ cha của cái thằng phần tử. Ngay đó. Được chưa? Nó mình hiểu không? Ok. Cái này cũng quan trọng. Anh sẽ nói đến cái này, cái cuối cùng nhá. Đó là contact. Cái này dùng để làm gì? Để kiểm tra. Kiểm tra okay. Anh lấy ví dụ như thế này. Kiểm tra nội dung trong một thẻ. Anh lấy ví dụ như thế này. Anh có một cái thẻ đích. Class là test, là content đi. Anh có một cái nội dung là lập trình nên giả sử như vậy. Anh muốn kiểm tra xem là cái thẻ div có class là content này nó có đang chứa cái nội dung mà có chữ là subtext ở đây hay không, thì anh làm nó như thế này. Đúng rồi, mỗi lần các bạn muốn lấy lên cấp cha thì các bạn sẽ phải chấm thêm cái parent, tức là nó sẽ lùi về một cấp cho đến khi lấy được thằng cuối cùng, thằng tổng, cha tổng. Được chưa? Quay trở lại ví dụ này nhé. Anh có cái div content như thế này.
Bây giờ anh muốn kiểm tra xem là trong nội dung của cái class content này có chữ sẵn text hay không, thì anh sẽ làm như thế này. Chúng ta chọn đến cái div class là content, nó được chưa? Sau đó thì anh sẽ hai chấm hai như thế này, content, và anh sẽ chuyển những chữ mà anh muốn kiểm tra là sẵn text. Tạm thời control lock đây này, để chúng ta xem cái kết quả. Thì các bạn thấy là nó chọn được cái thẻ div class content này này, vì cái div class content này đang thỏa mãn cái điều kiện là chứa cái text có tên là sẵn text. Chỗ này các bạn có hiểu không? Và các bạn có thể chấm len để mà thấy rõ hơn. Thì nó trả về là 1. Nếu mà anh truyền cái chữ đây là sẵn text có s thì chắc chắn là nó sẽ không tìm thấy. Không. Thì sẽ trả về là 0. Thì đây cũng là một dạng selector nhé. Có nghĩa là các bạn tìm đến những cái thẻ mà chứa cái text như này, thì các bạn sau đó các bạn làm việc gì đó, ví dụ CSS cho nó chẳng hạn. Hiểu không? Có hiểu chỗ này không? In thế nhỉ? Những bạn khác thì sao nhỉ? Hết phần selector rồi đấy. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Anh sẽ nói về event, cái mà chúng ta dùng từ nãy đến giờ rồi. Nhưng mà nếu mà nói về event ấy, thì chúng ta sẽ lại phải quay lại selector một lần nữa để nói về rằng form. Vì xử lý form ở trong jQuery cũng khá là quan trọng. Đó. Thì đã đúng rồi. Em cũng tính hỏi anh về cái đấy luôn. Thì anh sẽ nói luôn là cái selector về những cái kiểu input nó có những cái thuộc tính. Anh định là để nói về event trước sau đó mới quay lại, nhưng mà thôi, vì các bạn đang làm quen với tầng selector này thì anh sẽ nói đến tầng form luôn thì nó đỡ bị loạn. Rồi. Ok, thế thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ liên quan, và chúng ta sẽ có một cái topic dành riêng cho selector về form. Đây. Ok, tiếp nhé. Anh sẽ tạo ra một cái file mới có tên là form .html, và trong đây anh sẽ để cái tiêu đề là selector form, dễ hiểu form. Được chưa? Anh vẫn nhúng thư viện jQuery vào đây. Anh sẽ tạo ra các form, tạo ra các form để chúng ta dùng nó. Thì chúng ta sẽ tạo ra đầy đủ các form để dùng cho nó tiện. Đầu tiên chúng ta có thẻ form này. Methods. Và chúng ta có thẻ input. Gọi là full name như thế này. Thực ra nó cũng không nhiều đâu, một chút thôi, nhưng mà vẫn phải nói đến, vì sau này các bạn làm việc với form cũng khá là nhiều. Email này,
đây là đối với các input liên quan đến nhập liệu và chúng ta sẽ có input liên quan đến xbox này. Tiếp theo đến checkbox như radio thì gần giống nhau. Checkbox. Đây sẽ có checkbox. Và đó. Tiếp theo anh sẽ có dạng option. Thông thường chúng ta làm việc với form này nó chỉ loanh quanh mấy cái này thôi nhỉ. Không vượt quá đâu. Chỉ loanh quanh mấy cái này là đủ. Được chưa? Đó. Ờ, còn gì nữa nhỉ? Còn gì nữa các bạn? Sắp hết thì không cần. Còn cái file. Xem nào, cần gì nữa? Thật ra là hết rồi đấy. Các bạn làm thực tế nó chỉ xoay quanh mấy cái này. Anh nói đến selector của nó thôi, cũng không có gì to tát ở đây. Anh sẽ tạo ra CSS một chút để cho nó đỡ nhìn nó dễ thôi. Channel lên. Đây. Đó. Giả sử chúng ta có cái form như thế này. Cái mà anh muốn nói ở đây ấy, chính là các selector của nó thôi, chứ chưa nói gì đến việc xử lý form, validate form các thứ nhé. Có hiểu không? Anh sẽ chọn một cái này. Hỏi đi. Không, em mà tiếp đi. Đây. Đây cái selector về cái hiểu. Còn thêm cái này đi. À. Chúng ta bản chất là input thôi. Nguồn tai của nó là file. Được chưa? Ok. Đi nhá. Thì đầu tiên anh sẽ nói về cái cách selector của nó lại khác với, tức là nó có một cái cách quy định riêng dành cho các input trên form. Đó, ví dụ nhá, khi các bạn select đến một cái thẻ nào đó trên trang, thì các bạn dựa vào
tên thẻ, ID, class các thứ đúng không? Thì đối với các thẻ trong form ấy, các bạn cũng làm như vậy được. Tức là các bạn cũng dựa vào tên thẻ, class, ID các thứ. Hiểu không? Nhưng mà thằng jQuery nó lại cung cấp cho chúng ta những cái cách select khác. Đây, đầu tiên anh sẽ nói về cái select này. Inputs. Cái này có nghĩa là gì? Cách viết như thế này luôn. Có nghĩa là chọn tất cả các input ở trên cái form đó. Đơn giản như vậy thôi. Thì các input này là gì? Là thẻ input này, tag array này, select này, button. Thêm cái button ở đây thì cho nó dễ gì. Đây. Giả sử có cái thêm button. Đó, kiểu như vậy. Thì khi mà anh selector này, thì sau này với form thì các bạn nên selector ngắn gọn kiểu như này. Ví dụ anh viết như thế này. Đó, đặc biệt như vậy. Anh giả sử như vậy. Thì có nghĩa là anh chọn ra tất cả các input trên form. Anh CSS để các bạn nhìn rõ. Chọn ra tất cả các input trên form. Đây. Đó. Được chưa? Được chưa các bạn? Đây này, các bạn lại thấy à, thằng này nó không nhận background đúng không? Thực ra cái thằng này này có background nhưng mà nó không hiểu. Thực ra nó nhận này. Ok chưa các bạn? Chúng ta đang nói selector đây nhá, chưa cần nghĩ đến xử lý form gì cả. Anh sẽ nói phần đầu xong. Đó. Nhưng mà sao cái thằng radio này nó lại không hiện background này nữa? Thì bản chất thằng trình duyệt nó không biên dịch được. Đây này. Nó vẫn có mà nó không hiện. Ừ, đúng rồi. Thì cái này là default của HTML rồi. Kệ nó thôi. Nhá. Đó, còn nếu anh chọn như thế này. Các bạn lại biết là input thì có rất nhiều kiểu tai đúng không? Có đúng không? Thì anh sẽ cách chọn thứ hai là anh chọn như thế này. Nếu anh chọn như thế này, có nghĩa là gì? Các bạn có đoán được không? Là gì các bạn? Nó sẽ là gì? Lấy ra tất cả những cái input có kiểu là tag. Đó, cái rất là ngắn gọn. Thì chúng ta sẽ làm. Đúng đấy. Đây, anh viết như thế này nha. Các bạn thấy là à, anh xét lại cái của ra thì ghi đè lại, ghi đè cái thằng trên. Đây. Thì trên form của chúng ta có mỗi thằng này là kiểu text, có đúng không? Được chưa? Anh thử để kiểu này xem nó có hiểu không nhá. Trong jQuery anh không thấy nó nói đến thằng này. Đó, nó không hiểu. Đó, chứng tỏ là nó không hỗ trợ triệt để đúng không? Nó không hỗ trợ cho chúng ta triệt để. Đó. Ok chưa? Rõ ràng thằng này có tai là email nhưng nó lại không nhận. Đây này. Được chưa? Nhưng mà không sao.
nó không nhận thì chúng ta sẽ có một cách khác. Tiếp theo một kiểu selector nữa, đó chính là như thế này. Passwords, nó lại hỗ trợ cho cây là passwords. Tương tự nhé, anh sẽ không để luôn. Có tai, sorry các bạn. Rồi, từ đây các bạn có thể suy ra được không? Radio này. Radio. Radio. Đó. Bây giờ thì anh tìm tất cả những input có tai là radio. Rồi anh làm việc gì đó. Các cái sau là tương tự. Đúng rồi. Thì các bạn có suy ra được không? Không nhận luôn. Nhưng mà xem thằng radio này nó nhận không. Nhận đây này. Anh sẽ để một thuộc tính khác và xem nó tác động được vào. Cứng đầu quét nhưng thôi rồi kệ nó, được chưa? Các bạn có thể đoán ra được những cái cách khác chưa? Đó. Thì các bạn biết là trên form ấy, trên một form thì nó sẽ có khái niệm là disable, ví dụ như thế này. Đây, đó, anh giả sử anh nghĩ đây bù một vài cái, đó, và checkers, đây, ví dụ như tay mới, anh để, đó, nhìn thấy chưa, mặc định nó sẽ là check, giới tính, đây, ok chưa, anh giả sử anh lấy ra tất cả những cái input đang là disable, thì các bạn lấy ra như thế này, tất cả những thằng mà đang disable nó viết như này thôi, disable kiểu như vậy, được chưa? Anh chạy nó lên. Ok chưa? Tương tự đối với enable cũng như vậy, anh cứ nút vào này thì cách select được tương tự. Có nghĩa là lấy ra input. Các bạn dùng sau này dùng cái này làm tài liệu luôn. Đó. Lấy tất cả input là enable. Thì mặc định form ấy, các input luôn luôn enable. Mặc định khi vào form nó vào vậy. Và có một cái là checkers. Có nghĩa là gì? Lấy ra tất cả những input đang là checkers. Thì cách viết nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Đây. Đó. Ok. Với phần form này anh sẽ giới thiệu như thế này thôi. Còn làm thế nào để chúng ta có thể lấy ra giá trị của form? Thì trong lại liên quan đến phần hàm trong jQuery thì thực ra thì anh sẽ nói luôn. Nó sẽ dùng cái hàm 3 này để lấy ra trên form
Được chưa các bạn? Đó, các bạn có thắc mắc gì về những selector này không? Đối với những input kiểu như là select box, làm gì có checker, có đúng không? Mà nó sẽ phải cần một cái keyword khác. Ờ, cái hộp select cũng khó. Đúng không? Để dùng keyword khác. Được chưa? Đủ để các bạn chọn các input trên form rồi đấy. Ok, xin cảm ơn. Bây giờ anh sẽ nói thêm một chút nữa. Đi đến phần này thì đấy. Rồi sẽ có một cái khái niệm nữa, đó chính là hidden và visible. Như thế này. Hidden và visible. Anh ơi. Anh đây. Cái phần selected đây là những cái ô input mình đã chọn đúng không? Đã kích vào hay là như thế? Đúng rồi. Anh lấy ví dụ nhá. Anh lấy ví dụ luôn cái này đi. Selected. Đây. Được chưa? Giả sử anh để đây là các giá trị là 1, 2, 3. Ok chưa? Bây giờ quay trở lại cái form này. Em sẽ lấy ra những thằng đang là selected. Được chưa? Chấm 3. Nghĩa là anh lấy ra giá trị của những thằng đang là selected trên cái form này. Có hiểu không? Anh chạy ra đây này. Các bạn thấy là anh lấy ra được giá trị là gì? Là 2 đúng không? Nó tương đương với cái giá trị của cái option là 2 đây, đang selected. Hiểu chưa? Bây giờ selected này không phải là khi mình kích vào cái ô input thì đó sẽ là selected, mà nó chỉ là một cái thuộc tính của nó khi mình đặt nó. Không, selected này có nghĩa là nó lấy ra cái giá trị của cái option mà mình đang chọn ở đây này. Có nghĩa là mình đã thay đổi rồi á. Hiểu không? Nào được. Đúng không? Đây này, ví dụ anh thay đổi đây thì anh sẽ phải lấy ra hàm lượng. Cái selected này thì nó chỉ dùng cho cái option này thôi đúng không? Đúng rồi, selected chỉ dùng cho cái option này. Select option. À. Đây, anh tạm thời bỏ ra đây nhé. Ví dụ. Anh chuyển cái thằng này ra đây. Thì chúng ta sẽ lấy ra cái giá trị khác. Đúng. À, Hà Nội đúng không? Okay. Đúng rồi, là Hà Nội với cái ID là 1. Các bạn hiểu chưa? Rồi, anh đi tiếp nhé. Còn cái cũng khá thú vị. Sau này chúng ta, một số trường hợp chúng ta vẫn dùng. Đó là các bạn biết là đối với thẻ HTML ấy thì nó có hai kiểu là display. Đối với CSS ấy, cứ display là none thì là nó sẽ ẩn đi đúng không? Tức là nó sẽ không hiển thị ở trên trang ấy. Đó thì trong JavaScript, trong jQuery nó cung cấp cho chúng ta cái phương thức đó là hidden, có nghĩa là select những cái là hidden thì nó sẽ như thế này. Cách viết của nó như thế này, hai chấm hidden, hidden như thế này, có nghĩa là lấy ra những thẻ đang ẩn trên trang. Trên trang được chưa? Đó, còn một cái là visible như thế này. Đấy. Lấy ra những ngược lại hiển thị trên trang. Đó. Ok chưa? Anh có một ví dụ như thế này. Để tạo ra một cái trang ví dụ như là
Hidden, ngạch ngang, visible, chấm html. Anh sẽ ném cái thư viện này sang để dùng. Hidden. Ok chưa? Anh giả sử anh có thẻ H3. Ok chưa? Anh có thẻ đi. Anh có một thẻ hai thẻ này thôi. Được chưa? Anh dùng CSS đi chạy vào. Anh sẽ ẩn. Ok chưa? Chạy lên. Đó. Các bạn nhìn thấy mỗi thẻ H3. Còn thằng biết thực ra là nó có nhưng mà nó ẫn mất rồi. Anh nhúng jQuery vào. Thì thằng hidden nó cho phép cho chúng ta cái select hidden này này. Hidden này. Nó cho phép chúng ta chọn tất cả những thẻ đang ẩn trên trang. Hiểu không? Chọn tất cả các thẻ đang ẩn trên trang. Ví dụ anh demo được các bạn thấy này, là chúng ta lấy được ra đây. Anh sẽ chọn tất cả những thẻ đang ẩn trên trang như thế này. Đó. Nhưng mà là anh sẽ phải chỉ ra là thẻ nào đang ẩn. Đó. Đích đang ẩn trên trang. Và anh chấm. Giả sử anh chấm hết tiền lên đi. Con số lớp rồi. Viết nhầm này. Đây. Viết nhầm tên này. Thì anh sẽ biết là lấy ra những thẻ list là hai lần. Và anh lấy ra cái nội dung của thẻ đó. Anh add lớp lên. Đây. Ok chưa? Thì khi anh chạy lên này. Anh nốt này. À, rõ ràng anh lấy ra được cái thẻ tiếp đó với cái nội dung là tag đi. Được chưa cả lớp? Đó, còn những thẻ là visible thì anh sẽ lấy ra đơn giản thôi. Như là những thẻ visible H3 visible. Nhìn vào đây thì các bạn thấy là nó hơi thừa vì H3 cần gì để đưa visible nữa. Nhưng mà trong một số trường hợp sẽ cần đấy. Đây là anh chỉ ra để các bạn nhớ. Mình cần đến thì dùng. Đây, anh chạy lên. Đó. Ok chưa? Anh đi tiếp nha. Có ai có ý kiến gì không? Rồi, ok. Anh sẽ nói tiếp. Hết phần selector rồi. Lần này thì chúng ta sẽ nách được. Anh sẽ nói về event đi. Event bản chất là các hàng. Các hàng, các sự kiện. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm event ở trong jQuery. Cách dùng là như sau.
screen. Đó. Cách để chúng ta có thể sử dụng một event bất kỳ ở trong jQuery. Thì trong jQuery nó cung cấp cho chúng ta khá nhiều event và cách dùng khá giống nhau. Anh sẽ đưa ra một cái cú pháp tổng quan để các bạn nắm được. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào từng cái cụ thể. Thì cách để định nghĩa một cái event thì chúng ta sẽ dùng selector như thế này. Đó. Chấm event. Event name. Đây là function. Viết đúng như thế này. Bên trong này là code. Ok chưa? Lấy ví dụ luôn. Ví dụ anh có một cái trang như thế này. Event.html. Đây. Anh sẽ nhúng jQuery vào như thế này. Đây. Ok chưa? Anh giả sử anh có một cái bút từ. Như thế này, được chưa? Đơn giản là chúng ta muốn click vào cái tab 1 này. Thì để click vào tab 1 này chúng ta cần xác định là cái selector của nó là gì, đúng không? Theo đúng cú pháp ở đây, selector. Thế chúng ta muốn click vào H1 button có nội dung vào tab 1 thì selector của chúng ta chính là cái button này. Có nghĩa là chúng ta phải chọn cái thẻ này, chọn cái thẻ mà chúng ta muốn click. Đó. Tên event anh giả sử là click, đây là anh đang ví dụ nhé. Tôi sẽ viết đúng cú pháp luôn. Đó. Này, đúng cú pháp selector. Nó là selector button. Tên event name là click function như thế này. Đây, được chưa? Các bạn nhớ được cái cách tổng quan như thế này ạ. Thì các bạn làm việc với jQuery nó rất là dễ. Đọc thư viện của nó cái hiểu ngay. Quay trở lại đây. Mình alert lên. Các bạn thấy là để sử dụng cái sự kiện click, viết một cái sự kiện click trong jQuery nó ngắn gọn. Chạy lên này. Đó. Với JavaScript thì chúng ta viết rất là dài đúng không? Chúng ta cũng phải select cái thẻ để chúng ta click. Thì chúng ta sẽ phải là document.getElementById. Đó. Sau đó mới là .click bằng cái function nào đó. Hiểu không? Hoặc là các bạn phải viết sự kiện onClick ở đây. Sau đó đi viết một cái function. Đúng không? Thì thằng này không, jQuery nó không cần, nó viết đơn giản hơn rất là nhiều, mà các bạn không cần phải đi sửa cái code HTML, có nghĩa là các bạn viết code JS độc lập, sau này các bạn muốn tác động bất kỳ sự kiện nào vào bất kỳ thẻ nào trên trang, các bạn không cần phải làm gì cả, chỉ cần viết JS là được, không cần phải quay trở lại sửa code HTML, hiểu ý nghĩa của nó chưa? Đó, vấn đề của chúng ta bây giờ là sẽ đi học các event có ở trong thằng jQuery. Thì bản chất nó là những event của JavaScript thôi. Câu hỏi của Ngọc Anh, làm thế nào để tìm tất cả các thẻ hidden trong một file HTML? Đơn giản thôi. Em chỉ cần gì nhỉ? Select sao hidden là được.
nó có một cái khái niệm này này. Trong jQuery á, nó có một cái selector như thế này. À, chủ yếu là chọn chọn tất cả các thẻ. Hiểu không? Em muốn lấy ra tất cả các hidden đúng không? Sao hidden thôi. Ok nhá. Vì là anh sẽ nói chung là kiến thức thì anh sẽ đưa ra những cái hay dùng nhất, và như này là cũng đã là 90% rồi đấy, để selector đấy. Còn một vài cái nhỏ nhỏ có thể là anh không nhớ, anh quên không đưa ra, nhưng thực ra là tất cả những cái này là anh đều có trong đầu rồi, chỉ là quên không nói ra thôi. Sau hai lần này em nghĩ là giải quyết được bài toán của em, của Ngọc Anh ấy. Rồi ok, quay trở lại đây. Các bạn hiểu cách định nghĩa một event rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? Tiếp nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói về các event. Thì đầu tiên nó là click. Cách dùng thì như thế này. Anh sẽ đi nói từng cái. Double click. Thì double click nó cũng giống như click thôi, chỉ là nó click hai lần. Double click như thế này. Đó. Được chưa? Anh đưa ra một vài cái hay dùng. Hover, key press. Cái double này các bạn có thể thay đây test luôn được. Nếu mà anh cần click một cái này, không ý nghĩa thì click hai cái liền. Đó, được chưa? Hover thì sao? Hover thì nó sẽ khác một chút. Hover nó lại là như thế này. Hover. Hover thì các bạn biết là hover vào thì nó sẽ có hover ra. Thế nên là hàm hover nó sẽ hơi khác một chút. Nó sẽ vẫn dùng selector như thế này. Đây là hàm là hover như thế này, có nghĩa là khi hover vào thì làm gì, tiếp tục phẩy như thế này, có nghĩa là khi hover ra thì làm gì? Được chưa? Quay trở lại đây, anh lấy ví dụ này luôn. Ví dụ khi anh hover vào cái button này thì anh sẽ chuyển màu chữ cho nó màu đỏ. Yes. Nó có màu xanh. Đây. Chạy thử nhé. Đó. Đó. Ok chưa? Cái zip này anh giải thích một chút, có nghĩa là khi hover vào thằng button này, các bạn dùng cái selector zip này, có nghĩa là chọn lại chính cái button này. Ý nghĩa của nó là như thế. Đó. Hiểu không? Anh sẽ nói đến key press nhé. Sự kiện về chuột. À sorry, bàn phím. Cô anh ơi, cái zip em định hỏi rồi em lại mút phát. Cái zip đây anh. Là nghĩa là trong diện, nghĩa là đại diện cho chính nó hay là... Đúng rồi, nó đại diện cho chính nó. Chính cái mà mình vừa hover này này, hay là chính cái mà mình vừa click này này. Nghĩa là zip ở đây nghĩa là đại diện cho chính cái phần tử này, đại diện cho chính cái button mà chúng ta vừa hover. À vâng. Những bạn khác có hiểu không?
Tiếp nhé. Anh nói về cái keypress. Thực ra là sự kiện nó nhiều lắm. Keypress thế mày lại quay trở lại đây, nó lại giống thằng này rồi. Đó. Đây. Ok chưa? Thử nhá. Nhưng bài toán này nó sẽ khác đi một chút. Anh giả sử anh có một cái bakery. Bakery như thế này, mình chạy lên đã. Đó. Ok chưa? Anh giả sử là anh có một cái thẻ P nó nằm cạnh đây luôn, thằng thẻ spam. Được chưa? Anh muốn là khi mà người dùng gõ vào đây như thế này thì anh hiển thị, anh hiển thị cái số ký tự mà người dùng đã gõ ở đây bên cạnh bên phải này, thì anh sẽ làm như sau. Anh sẽ làm như sau. Anh sẽ chọn đến bakery.keypress function. Được chưa? Less, anh lấy ra cái content, lấy ra chính cái giá trị mà người dùng vừa gõ vào đây, gõ vào cái thằng bakery này, thì anh sẽ là keypress.console. Mình chạy lên này. Đó, các bạn thấy là nó bắt được cái sự kiện khi mà chúng ta gõ đây. Ok chưa? Đó, thì anh lấy được ra cái nội dung này, content này, thì anh chấm lên, chạy lên này. Các bạn nhìn này, Nguyễn Văn A. Đó. Ok chưa? Thì lúc này anh muốn hiển thị cái con số đó lên trên này thông qua thẻ spam. Thì anh sẽ spam.email. Đó, nó tương đương với document.getElementById chấm inner html bằng. Đó, cách viết ngắn gọn hơn rất nhiều này. Đó, thì các bạn thấy là khi mà các bạn ngày xưa các bạn chat bằng Yahoo, rất là các thời của các bạn không có Yahoo mà dùng nữa, thì khi mà các bạn chat thì nó sẽ giới hạn cái số ký tự ấy, à cái input này chỉ được nhập vào tối đa là bao nhiêu ký tự thôi, quá thì sẽ báo lỗi kiểu vậy, hiểu không? Thì đây nó tương tự như vậy. Đó. Đó, nhưng mà nó lại không nhận được cái ký tự xóa. Đó. Keypress nó lại kém như vậy. Ok chưa? Các bạn hiểu không? Tiếp theo anh sẽ nói đến cái event chain tương tự với keypress nhưng mà nó lại khác một chút. Chain, cái chain này hay dùng cho select box khi người dùng chọn thay đổi option ấy. Chain thì input cũng dùng được. Đây, anh giả sử thay vì anh dùng keypress thì anh sẽ dùng là chain. Anh vẫn giữ nguyên cái cách làm. Anh chạy lên này. Thì có nghĩa là nó sẽ khi mà người dùng gõ xong Nguyễn Văn A này, đấy, và bỏ chuột ra thì nó mới ghi nhận là thay đổi. Hiểu không? Có nghĩa là khi bỏ chuột ra nó mới nhận là cái input này vừa thay đổi giá trị. Cách cả bỏ ra này. Đó. Xóa này. Bỏ ra này. Đó. Ok chưa?
Được chưa các bạn? Rồi, ok. Nó sẽ khác nhau một chút. Focus thì sao? Focus. Cái này này. Focus. Cách viết của nó cũng, nói chung là các bạn thấy là nó giống nhau lắm. Chỉ thay mỗi tên hàm thôi. Focus có nghĩa là người dùng click chuột vào input như thế này. Đó, khi click vào đó thì chúng ta làm gì đó. Ví dụ anh sẽ comment những cái ví dụ của anh ở đây nhé để các bạn có thể xem lại. Đây, ví dụ anh để là focus. Đó. Khi mà focus thì anh sẽ ví dụ này. Chấm. Từ border. Border viết sai gì ạ? Này, click vào, đó, có màu đỏ này, đó, được chưa, không có gì này, đó, thì đấy là focus, được chưa các bạn, chúng ta sẽ có một hàm liên quan đến input nữa. Đó chính là blue, tương đương với hàm trên. Gần giống hàm trên. Hàm trên này chủ yếu chúng ta dùng cho select box thôi. Còn cái blue này mới dùng cho input như text area. Đây, cách dùng như thế này. Mình vẫn dùng cái ví dụ này. Đây, chạy này, ví dụ như Nguyễn Văn A, bỏ chuột ra đó, tức là khi chúng ta bỏ chuột ra nó mới nhận thay đổi, và khi chúng ta gõ ở đây thoải mái nó cũng không thay đổi. Đó, ok chưa? Đây, đó, được chưa? Thì đấy là tính chất của cái hàm này. Tiếp theo, anh sẽ nói về một hàm khá quan trọng. Sau này các bạn kiểu gì cũng sẽ gặp. Đó là hàm scroll. Cái hàm này có nghĩa là nó sẽ bắt cái sự kiện của trình duyệt. Cách dùng của nó lại khác một chút. Khi người dùng quận chuột thì chúng ta sẽ làm gì? Đây. Đây này. Ví dụ chạy trang của chúng ta, trang này chưa có thanh quận, chúng ta sẽ tạo nó. Anh sẽ tạo ra thành quận bằng cách tạo như thế này. Chạy thử này. Đó. Khi người dùng quận chuột thì anh giả sử nhé, các bạn có hay gặp cái button là back to top không? À nghĩa là ấn vào phát rồi tự nhảy lên cái phần top vậy ạ? Ừ. Tự quận lại về phần đầu. Ừ, đúng rồi. Có khi mà lốt trang lên như thế này này thì cái thanh quận nó vẫn ở trên đầu thì cái nút này nó vẫn chưa hiển thị,
hiểu không? Nhưng mà khi mà các bạn quận cái thì nó sẽ hiển thị, sau đó là ấn vào nút đấy lại quận lại vì anh sẽ demo một cái đơn giản như này nhé. Anh giả sử trên trang này của chúng ta có một cái gọi là back chúng tôi, có một cái menu rồi dùng thẻ gì nhỉ, à web này. À đây đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ phải xử lý cho thẻ A này. Có nghĩa là position absolute, à position fixed, để nó nằm bên phải. Y sẽ bằng 0. Như thế này. Đâu rồi? Ô, nó mất luôn à? Thẻ A position fixed right. Nhưng mà position của anh phải là fix cơ. Tôi nhìn thấy bạn đi đâu mà. Chờ chút. Đây. Nó nằm ở đây. Đây này. Chúng ta định nghĩa thêm cái bottom này. Tức là nó cách bottom khoảng bao nhiêu? Xem nó cho bạn ấy hiện bên hình đi. Bằng không cũng được. Bây giờ bằng 10. Decoration bằng 5. Và anh sẽ để line 2 cho nó. Bằng 4 luôn. Và tiếp đi. Bằng 10. Sử dụng. Thấy chưa? Đây. Chúng ta cùng nhau phân tích. Khi mà mới chạy vào đúng không? Thì anh sẽ phải làm gì? Anh sẽ phải ẩn cái bút từng đó đi. Không đúng cả lớp. Vậy này. Vì mới đầu chạy vào thì cái này của anh ấy nằm ở trên cùng đây đúng không? Anh sẽ đi vào lệnh nào. Đây. Ok chưa? Khi các bạn kéo thành quận, anh sẽ console log cái này ra để chúng ta kéo thành quận. Đây, cú pháp của nó đây. Số lớp cái gì các bạn? À, mình sẽ gọi đến cái thẻ A nào. Phần này là đọc.
kịp nó đây. Đó, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta sẽ xử lý là khi mà người dùng quận chuột sẽ sâu. Đây, chạy lên này. Quận cái đã sâu rồi. Như này hơi vô lý đúng không? Có đúng không các bạn? Mà anh muốn xử lý là khi mà nó lớn hơn không thì nó chúng ta mới sâu lên. Chúng ta có một cái event ở đây này. Chạy này để các bạn thấy khi chúng ta bắt cái sự kiện này, chúng ta này chỉ cần cuộn chuột cái là thấy được cái event này. Thì đây là một cái đối tượng, cái đối tượng này nó sẽ có những cái tham số như bạn kia gửi đó, thì chúng ta nó sẽ có các tham số ở đây, thì có một cái để chúng ta có thể lấy ra được tọa độ scroll. Có cái scroll xy ở đây cả. Có cái page x với page y. Không nhìn thấy nhỉ. Nói chung là có một cái để nó tính được cái tọa độ từ cái chỗ chuột này này. Từ cái scroll về top. Hiểu ý của anh không? Là nó đang có độ cao là bao nhiêu ấy. Page y đang 15 này. Trong offset này có chuyện để anh nhìn. Screen top. Rồi, ok. Thì đây nó sẽ là screen top. Đây. Chúng mình đây này. Cái này cũng cho phép chúng ta lấy ra cái tọa độ window.screen.top. Các bạn nhìn thấy cái độ cao nó thay đổi theo nhìn thấy không, nó tăng lên này. Chúng ta tùy vào điều kiện đó. Anh giả sử là khi mà người dùng kéo cái tọa độ này nó lớn hơn 200 tiếp như thế này. Đó. Chạy thử này. Ok. Đó. À. Đó. Kiểu vậy. Được chưa? Cho cái nút mà kiểu nó hiện ra từ từ transition này. Animation. Animation. Em thấy cái nút về trang web kiểu như này nó hay, kiểu có hiệu ứng nhưng nó hiện từ sâu một mượt lên đúng không? Rồi, cái đấy bọn em tự chế cháo đi. Anh sẽ nói về cái xử lý của thằng này, vẫn là bắt cái sự kiện click đây này, thì chúng ta phải lên đầu đúng không? Ủa sao nó lên đầu luôn, các bạn biết vì sao? Nó load lại trang luôn. Không phải load lại, vì thằng này đang dùng thẻ A. Đó. Trong thực tế các bạn muốn đỡ về code thì có thể dùng cách này.
Đó. Đây này, nó gọi đến cái thăng ở đây này, nhìn thấy không? Đây này. Đó. Nhưng không ai làm được, không ai chơi kiểu chích chích như thế. Chúng ta sẽ Đó viết, là nhanh hơn. anh sẽ để đây là bút tuần đi thì bạn sẽ thấy nó khác. Đây. Thì kích vào nó sẽ không đi đâu cả, không thấy luôn. Anh phải để lại bắt cái này. Không thấy luôn à? Ơ, sao lại mất luôn nhỉ? Có thể là anh viết sai thôi. Xem lại. Anh quay lại button HTML sẽ. Button này. Button đúng không? Có cần phải type không? Không cần. Không cần, không cần. Nó không hiện. Không hiện thật này. Có gì bị lỗi nữa này, mất cả cái text của anh ở trên. Mất cả cái tab này. À, đây rồi. Đang bị trùng button. Hiểu không? Đây. Đó. Thì phải xử lý lại code ở đây thôi. Sẽ là đây phải đúng không? Đấy, vào thẻ A lại khác này. Đó, ok chưa? Kích vào thì nó sẽ không gì cả. Chúng ta phải xử lý sự kiện khi người dùng click vào cái class này. Thì chúng ta làm như sau này. Thì lúc này anh sẽ đẩy cái scroll top nó về bằng không. Thì anh có thể ví dụ đơn giản như thế. Anh chọn HTML body như thế này, anh chấm animation. Animation này nó là của thằng JS nhé. Yes. Và nó sẽ nhận cái scroll top. Đây, mình sẽ xử lý. Đó, kiểu như vậy. Ok chưa? Đồng thời anh sẽ làm gì? Nút kia. Ơ, sao nó không ạ? Đó, kiểu kiểu như vậy, được chưa? Ok, nó mình có hiểu không? Ok. Thì chắc là bài này anh sẽ dừng tại đây. Các bạn hãy xem lại video này và tìm hiểu những cái hôm nay anh dạy. Có thể chủ động tìm hiểu thêm các kiến thức khác nhé. Và anh sẽ có ra bài tập cho phần này. Ok chưa? Những bạn khác có câu hỏi gì không? Đoạn này hơi khó hiểu này. À, anh giải thích thêm một chút. Chúng ta chia nhỏ ra nhé, cho nó dễ. Đầu tiên cái sự kiện này thì nó là của jQuery. Thì chỗ này ok đúng không? Có nghĩa là bắt sự kiện khi người dùng thay đổi cái thanh scroll này này. Chỗ này ok đúng không? Đúng không? Code này anh gửi cho các bạn. Đó. Còn cái hàm này này, để nó lấy ra cái khoảng cách. Khoảng cách từ đâu? Khoảng cách từ trên này này.
nó lấy ra cái khoảng cách từ cái chỗ này này đến cái mét đầu tiên của cái scroll này này. Đó. Ok chưa? Được chưa? Nếu mà cái scroll này, cái khoảng cách đấy lớn hơn 300 thì anh ẩn, à anh sâu cái button này lên. Đây này. Hiểu không? Còn trái lại nếu mà nó nhỏ hơn thì anh sẽ ẩn nó đi thôi. Đây này. Sau này nó vào ẩn này sau này chắc là cái cây chết nếu nhỏ hơn kìa, nhưng bản chất nó sẽ là như vậy. Các bạn con số lốc xem giá trị nó đang là bao nhiêu cho nhỏ đi thì nếu chúng ta bị mất cái phần br đó. Còn khi kích vào này, xử lý kích này, thì anh chỉ dùng cái animation cho cả cái trang này cho cảm giác nó mượt mượt thôi này. Thì nhìn nó quay lên nó chậm chậm, cái scroll nó sẽ chạy lên đơ đơ một chút này. Đó, nó sẽ mượt này. Đây, anh để đây là 500 nghìn, thì bạn sẽ thấy cái scroll nó sẽ chạy lên rất từ từ. Đó, thì cả cái trang nếu có nội dung ý, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái animation nó rất là mượt. Và cái tốt bằng không có nghĩa là anh set lại vị trí cho cái thằng này lên đây bằng không, kiểu như vậy, lên bằng không. Và đồng thời anh ẩn cái này đi, tại vì anh chưa gọi, anh chưa dạy các bạn về hàm, nhưng mà lỡ demo cái này rồi nên là anh sẽ nói hai cái hàm này truyền thời gian vào thì nó sẽ ẩn chậm đi. Nếu để chậm hơn này, thằng này nó lao lên một lúc thằng này mới ẩn. Thì chúng ta truyền thời gian, nó truyền thời gian đây mà. Còn nếu mà để nhanh, tốt nhất là nên để nhanh như thế này. Đó, tắm điểm. Nó sẽ bị không matching với cái kia. Nhưng mà nói chung là họ kiểu như vậy. Được chưa? Mình có ai hỏi gì nữa không? Ai hỏi gì không? Anh tạm thời anh tắt cái share màn hình nhé. Rồi nếu mà không ai hỏi gì thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Đó. Rồi, ok. À, có một cái nữa. Lớp mình có ai học PT nhỉ? Phải để xem kế hoạch nào anh ạ. Rồi, ok. Anh sẽ end cái buổi này nhá. Em có ý định học ấy, nhưng mà phải xem xét như thế nào ạ.